Dạ, chào các bác quay trở lại kênh Sơn Hà Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936525998. Số này thì em có kết nối cả Zalo của các bác nhé. Hôm nay em lại đang có một số phụ kiện đồ chơi cho xe đạp để gửi đến các bác tham khảo đây. Sau đây em đi vào chi tiết và em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ, số điện thoại rồi em ship hàng đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra và thanh toán các bác nhé. Em sẽ đi vào clip trước đi các bác ơi. Ở đây em đang có một cái ổ clip của Duracer 7009. Các bác ơi. Cái clip này là clip 10 các bác nhé. Dòng này là dòng 1223. Cái clip này em bán 1.400.000 các bác nhé. Đây, thông số của nó đây các bạn này, 1223. Đây là cái clip cao cấp nhất của hãng Shimano, sử dụng cho những cái bộ group 10 clip các bạn nhé, 7.900, 7.800, 6.700, nói chung là cứ 10 clip các bạn nhé. Cái dòng Duracer ấy thì nó sẽ có 4 cái lá đĩa này, nó bằng titan. Đó. Cái clip này hình thức còn rất chi là mới các bạn nhé. Đây các bạn này, rất chi là mới luôn. Đó. Giá 1.400.000. Rất mới các bác nhé, từ cái răng đến cái nắp của nó. Cực mới luôn. Giá 1.400.000. Rồi bên đây em có một cái clip nữa này các bác ơi. Đây là một chiếc clip Ultegra 6700. Nó cũng là clip 10 các bác nhé. Cũng sử dụng cho những cái bộ group 10 clip của Shimano và Ezza. Cái clip này thì hình thức của nó còn khá là mới. Những cái răng bé ở trên này còn rất là đẹp. Bên Nhật thì chủ yếu người ta sử dụng những cái răng to này thôi. Còn ở Việt Nam mình thì chủ yếu là sử dụng những cái răng bé này. Cái clip này nó là clip 1125 các bác nhé. 1125. Đây, thông số của nó bên hông này các bác này. Đấy, cái này thì 800 các bác ơi. Ultegra 6700. Clip 10 các bác nhé. Đấy, bác nào đang sử dụng Tigra 4.700 này. Đấy, hoặc là 105, 5.600, 5.700. Đấy, nó là những cái bộ group 10 clip ấy các bác. Đấy, các bác mua cái này về thay vào. Xài nó như nhau. Mà thằng này thì nó cao cấp hơn là thằng 105 với Tigra các bác nhé. Giá 800. Rồi bên đây em đang có hai cái xăm của Sabenlai các bác ơi. Đấy. Dòng này thì nó sản xuất ở Đài Loan. Cái xăm này thì cái chiều dài van của nó là 4.8 cm các bác nhé. Đâu, nó 5 cm. Đấy mà tính nhé. Đây, nó 4.8 cm các bác nhé. Cái này thì các bác đang sử dụng những cái cặp bánh nhôm các bác. Bánh nhôm. Đấy, các bác xài cái này là ok. Cái này là dòng 700 các bác nhé, 700C. Đấy, không biết là cái đấy. 700C. Đấy, thằng này thì nó dùng được từ 700x20 đến 700x28 các bác nhé. Sabenlai. Cặp này thì giá 200 các bác ơi. Giá 200 các bác nhé. 200 cặp lốp cặp xăm này của Sabenlai. Nói chung là nó là hàng hiệu nên là nó hơi đắt một chút các bác ơi. Hàng hiệu nên giá nó hơi cao. Các bác nào thích hàng hiệu thì đây, Sabenlai. Hàng hiệu các bác nhé. Giá 200 cặp này. Rồi bên đây thì dây quấn của Shimano các bác này. Dây quấn của Shimano Pro. Cái thằng này của em nó không có hộp, nó vẫn là hàng chính hãng các bác nhé. Bảo hành trọn đời cho các bác là hàng chính hãng. Cái này ở trên cái thân của cái dây nó sẽ dập cái chữ Shimano Pro các bác nhé. Màu của nó là màu đen tuyền hết. Đây các bạn này. Đây, nó dập chìm. Giá là 320 một bộ các bác nhé. Hàng chính hãng của Shimano. Đấy, thằng này rẻ và ngon này, bền, êm các bác nhé. Và nhẹ. Đó. 320. Dây quấn thay cho những cái chiếc xe road đấy các bác. Cái đua đấy.
320 một bộ. Đấy. Một bộ là thay được cho một xe các bác ơi. Rồi bên đây em đang có hai cái xăm của bông chân cơ. Thằng này thì nó sử dụng được từ 700 x 18 đến 25C các bác nhé. Thằng này giá bên Nhật nó bán là đi hơn 2.000 yên một cái các bác này. Đấy, nó vào khoảng 400.000 một cái này các bác nhé. Giá rất đắt vô cùng luôn. Đấy, cái xăm này thì nó ngon lắm. Đúng là nói chung là hàng hiệu và nó là tiền nào phải đấy các bác nhé. Đấy, cái xăm này nó rất là mỏng các bác nhé. Rất chi là mỏng. Nó rất là nhẹ. Bông chân cơ. Đó. Cái này van dài 8 cm các bác nhé. Bạn nào đang sử dụng những cái cặp bánh carbon ấy, bản nó cao 6 cm đổ lại là dùng được. 6 cm đổ lại dùng cái van 8 là ok các bác nhé. Sử dụng được từ 700 x 18 đến 25C. Bông chân gương hàng chính hãng. Nguyên hộp luôn. Cặp này thì 450 các bác nhé. 450 cặp này. Xăm này không mỏng, không nhẹ, không lấy tiền các bác nhé. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra thoải mái. Nó mỏng cực kỳ luôn. Và nó rất là nhẹ. 450 cặp này. Rồi bên đây thì em đang có một đôi pedal Duraiser 9100. Đôi này của em thì nó là hàng lướt nhưng mà nó còn rất chi là mới quá nhé. Dòng này nó cao cấp nhất của Shimano rồi. 9100. Hàng bảo hành trọn đời chính hãng, giá 3,5 triệu. Còn rất là mới quá nhé. Cái này nó mới dùng có mấy lần thôi. Đấy, cái chữ Dura này, rồi cái chỗ nó vào can này. Đấy, rất là đẹp. Rất là mới các bác nhé. Cái bên hông này thì nó có cái vết xước nhẹ. Cái này khi mà người ta giải lao ấy, người ta dựa vào tường thì nó sẽ có cái vết xước nhẹ. Đây. Tí được các bác ơi. Đó. Còn lại rất chi là mới các bác nhé. Thằng này thân của nó bằng carbon. Duraiser 9100. Này là đầu bảng của Shimano rồi các bác ơi. Cao cấp nhất của Shimano rồi. 9100. 3,5 triệu. Hàng cực mới các bác nhé. Đây bên đây em đang có dư hai cái típ mỡ Zephan của Pháp này. Dung tích 150 mm, sản xuất tại Pháp. Đấy. Mỡ bò các bác nhé. Cái này là mỡ chuyên dụng cho xe đạp. Các bác mua về thỉnh thoảng bảo dưỡng bạc đạn này, bạc đạn chén cổ thế này. Bạc đạn trục giữa. Đấy, bác nào mà xe đang sử dụng những cái bạc đạn thép bình thường thì các bác mua cái mỡ này về các bác bảo dưỡng là ok. Đấy, giá 200 một típ các bác nhé. Hàng của Pháp, sản xuất tại Pháp luôn, Zephan. 200. Hoặc là bác nào đang sử dụng chiếc xe touring ấy, cái mà cái bạc đạn của nó bằng cái loại bi côn ấy, bi rời ấy, các bác mua cái này về bảo dưỡng quá ngon luôn. Đấy, chứ các bác đừng lấy những cái mỡ bò bình thường ấy, nó đặc. Đấy. Chạy nó mút lắm các bác nhé. Nó không thể được ngon được là những cái mỡ chuyên dụng dùng cho xe đạp đâu. 200. Nói chung là một típ này các bác dùng không biết nó bao giờ cho nó hết đâu các bác ơi. Lâu lắm. Đấy, bên đây thì em lại mới mua được cho các bác một số cái mã bạc đạn này để thay cho bánh và cho cối. Đấy. Đây thì em đang có. Đấy, ở đây em đang có 6802, 6803 và 6902. Đấy, ở đây thì là 6903. Đấy, thằng này nó là dòng bạc đạn Ezo Made in Japan các bác nhé. Đấy, thằng này rẻ và ngon. Cái này nói chung là gần như là em chỉ mua hộ cho các bác thôi. Ezo. Cái này thì nó thay được cho bạc đạn của những cái dòng bánh ví dụ như là DT6X này, Jovan này, bông chân cơ này, Campa. Cái thằng bạc đạn 6803 các bác này. 6803 này thì nó thay được cho những cái dòng cối của Campa và Jeep các bác nhé. Cái này thì
50.000 một à 60.000 một cái các bác ơi, 60.000 một cái. Đấy, ship các bác tự trả. Cái này các bác mà mang ra thợ người ta thay đó là có chỗ là người ta sẽ lấy cho các bác là nó rơi vào khoảng, nếu mà thay một cối là nó hết tầm được khoảng 200 hơn 200 khoảng 200 một cái. Đấy, một cái cối các bác thay hai cái bạc đạn là hết khoảng 400. Đấy, còn cái này các bác nếu mà các bác yêu khoa học đấy, về mua về tự thay thì nó sẽ rẻ hơn một chút, mà hàng này nó là hàng chuẩn luôn các bác nhé, của Nhật luôn. Đó. Nó thật. Những cái dòng này thì nó thay được cả cho bạc đạn của Mayer các bác nhé, của Doom ấy, Doom trước Doom sau, các cái dòng của DT6X, Bông Chân Cơ, Jovan. Đấy. Còn cái thằng này thì nó thay được cho cối của Zip và Kamba các bác nhé, kể cả cối của thằng DT Switch hoặc là Bông Chân Gơ cũng thế, nó thay mấy cái dòng này hết các bác nhé. 60.000 một cái. Đấy, các bác tự trả tiền ship các bác nhé, hoặc là các bác mua những cái đồ khác thì tiện mua cái này thì em bỏ vào thì nó đỡ tiền ship các bác nhé. Đấy, những cái nào mà em bao ship rồi tiện em bỏ vào thì các bác đỡ được tiền ship. Hàng chuẩn của Nhật các bác nhé. Đây em có những cái mã này này, 6902 này, 6802 này, 6803 và 6903. Nói chung là cái bạc đạn nó rẻ mà các bác, và nó rất là dễ bị hư. Đấy, nó bị vào nước cái là chạy là nó sẽ bị sượng đấy các bác. Đấy, các bác về các bác chịu khó các bác tìm hiểu các bác tự thay, giá nó rất là rẻ các bác nhé, giá rất là rẻ và nó là hàng xịn của Nhật. Bỏ bớt sang bên đây. Đấy, bên đây thì em đang có một chiếc mũ bảo hiểm này. Đây là một chiếc mũ bảo hiểm của Sabenlai. Đấy. Mũ nó về thì nó có cả hộp luôn. Thằng này nó có trang bị công nghệ mít rồi. Đấy, nó còn có cả anten để kết nối này các bạn này. Kết nối điện thoại chứ gì đây. Sabenlai. Nguyên hộp luôn các bạn này. Nguyên hộp luôn. Cái mũ này của em nó về trong cái tình trạng là nó mới lắm, rất chi là mới các bác nhé. Đằng sau này nó có cái chữ logo của Sabenlai này. Này là công nghệ MIP này các bác này. Đó, bạn nào đang chơi Sabenlai này. Mũ quá đẹp luôn. Rất là mới các bác nhé. Cái này các bác lưu ý là các bác đặt mũ ấy, các bác kiểm tra kỹ cái vòng đầu các bác nhé, rồi các bác đặt. Đấy. Hàng em ship đến nơi các bác độ thử phát là nó được luôn, nó đỡ mất thời gian của đôi bên các bác nhé. Đây là cái anten các bác này, cái này là chỉnh vòng đầu đây, khóa ba các bác nhé, rất là mượt. Cái chiếc này nó có size của hãng là size SM các bác ơi, vòng đầu từ 55 đến 59 các bác nhé. Đấy. Nó còn rất là mới luôn, rất chi là mới các bác nhé. Sabenlai thì độ nó rất là ôm đầu, cái dòng này nó là dòng chuyên dụng các bác ơi. Khóa nó đây. Khóa đây. Đó. Chiếc mũ này thì giá để các bác 1 triệu 6 các bác nhé. 1 triệu 6 cho chiếc mũ Sabenlai này, đẹp xuất sắc, rất chi là mới và còn cả hộp luôn. Đó. 1 triệu 6. Rồi bên đây em đang có một bộ giò dĩa nữa này. Đấy, anh Nhật anh ấy ship hàng về anh đóng cho một cái hộp. Đấy, đóng cho con một cái hộp đây các bạn này. Cái này thì 4.250.000 hàng từ Nhật về đây các bạn nhé. Đây anh ấy đóng cho một cái hộp đây. Cái hộp này là cái hộp nó đựng cái bộ giò dĩa Ultegra 8100. Cái này của em nó là dòng Ultegra R8000. Đây là cái giò bên trái của nó này. Nó còn đang là nguyên bản anh Nhật anh đóng đây, em còn chưa mở ra xem luôn. Mới nhìn mỗi cái hình thức cái giò bên phải thôi. Cái này giò 172.5. Hàng chính hãng của Shimano. Đấy, chỗ này nó có bị một cái vết xước rất là nhẹ các bác nhé. Ốc A có thứ đầy đủ hết.
cái miếng chống trôi giò cũng có đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, còn rất là mới luôn, chỉ có đúng một cái vết xước nhẹ thôi. Đấy, quan trọng nhất là cái phần này đây các bác này, cái răng của nó này các bác này. Đây các bác nhìn cái răng của nó này. Đấy, răng cực đẹp luôn. Đây, như cái răng này nó mới bị có một tí thì tị cái vết xích rồi các bác nhé. Nói chung là răng đẹp xuất sắc, không kém thì răng mới các bác nhé. Đĩa là đĩa 52-36, thông số rất đẹp luôn. R8000, cái này thì nó chỉ là những cái vết bụi thôi các bác nhé. Để em lau sơ sơ cho các bác, lau sơ sơ để các bác ngắm này. Đấy, ui giời, quá đẹp luôn các bác ơi. Lau ra nó không còn những cái vết bụi nữa, nhìn nó mới đẹp. Quá đẹp luôn. Mà cái thông số của nó cũng đẹp quá nhất. Đĩa 5236. Cái đĩa này nó đắt tiền hơn cả cái đĩa 5339 quá nhất. Đĩa này thì các bác chạy tốc độ này, hoặc là các bác leo đèo, leo đồi đều được hết. Nó là cái đĩa đa năng. Đấy, hình thức còn rất mới các bác nhé. Cực đẹp luôn. Đấy, chỗ này thì nó có một cái vết nhẹ. Nói chung là cái đầu giò này thì hầu như là cái nào dùng rồi nó cũng bị. Đó, giá 4.250.000. Quá đẹp luôn. Cái đĩa của nó hầu như là em chưa nhìn thấy có xước gì cả. Đây, cái mặt tiền này cũng thế này. Đấy, em vừa lau sơ sơ đi đấy. 4.250.000 các bác nhé. Cái hàng lướt này thì cái giá trị của nó là nó còn tùy thuộc vào cái độ mới các bác. Tùy thuộc vào cái độ mới của sản phẩm. Đấy, đây, anh Nhật anh ấy để nguyên như này anh gửi về cho em đây các bác này. Đây, 4.250.000 các bác nhé. Nói chung là các bác cứ yên tâm là các bác mua cái bộ này là các bác được xài hàng xịn và hàng rất là đẹp. Ở sáng nay đây thì em đang có áo các bác ơi. Đấy, đây là đầu tiên là một chiếc áo siêu phẩm đến từ thương hiệu Sepo. Sepo, một thương hiệu rất là nổi tiếng của hình như của Canada các bác ơi. Chiếc này có size của hãng là size XL. Giá là 950.000 các bác nhé. 950.000 cho chiếc áo này. Thằng này thì nó là chất vải đời mới, mặc nó rất là mát và nó co giãn 4 chiều các bác nhé. Rất là mát. Cái này các bác khoảng 70 cân đổ lên. 70 đến 72 73 cân gì đấy. Cái nách của nó đây là 46. 46. Cái áo này ấy, mặc là nó sẽ ôm các bác nhé. Nó ôm. Nó dính vào người đấy. Cái chiều dài lưng thì là 68. Còn cái chiều dài này trước là 57 các bác nhé. Đó. Áo cực mới luôn, mới như trong cửa hàng ra vậy, hàng chính hãng của Sebo các bác nhé. Đấy, chất vải đời mới các bác này, có giãn 4 chiều. Đấy, rất là mát, rất là thoáng các bác nhé. Đẳng cấp luôn. Mà nó có cái màu đẹp các bác ơi. Cái màu này thì từ thanh niên đến các bác lớn tuổi mặc đều được. Ba túi các bạn này. Đây có phản quang. 950.000 chiếc áo này. Mới như trong cửa hàng ra các bạn nhé. Vải này mặc không mát. Đấy. Không mát, không lấy tiền các bạn nhé. Rồi tiếp đến là một chiếc áo cho các bác mặc một thu đông. Đây là một chiếc áo Izumi, một thương hiệu của Nhật. Chiếc này nó có size của hãng là size L, sản xuất tại Nhật luôn. Cái này em 1m75-76 và em nặng khoảng 69-70 cân. Em mặc cái áo này là hoàn hảo luôn các bác nhé. Đấy, nói chung là bác nào muốn mặc rộng rãi thì khoảng 65-67 cân. Đấy, bác nào muốn mặc cho nó ôm, nó ôm, nó đẹp. Đấy, thì khoảng 70 cân các bác nhé. Cái này cái nách của nó là 68. À đâu, nặng 48 các bác ơi. 48 các bác nhé. Và cái chiều dài lưng của nó là 72.5. Đó. Áo còn rất là mới các bác nhé. Để em đo cái chiều dài tay này.
đo cả chiều dài tay cho các bác. Cái này cái nách đo kiểu gì đây, để em đo cho nó kiểu gì cho nó chuẩn được. Đấy, cái nách của nó khoảng 56 các bác ơi. Đấy, cái chiều dài tay khoảng 56 các bác nhé. Nó còn mới lắm. Thằng này thì ở trong nó có lót lông này. Đây. Chất vải của thằng này rất ngon. Giá là 1,1 triệu các bác nhé. Còn rất là mới. Ở đây có 3 túi các bác này. Đây nó có túi có khóa. Đây, logo Izumi này của Nhật. Sản xuất tại Nhật và rất là mới. Chất vải này rất ngon các bác nhé. Giá 1,1 triệu. Rồi sang bên đây thì em đang có mấy cái áo của khách nhờ em bán hộ các bác ơi. Đây là những cái chiếc áo Monton. Monton đến từ thương hiệu của anh hàng xóm, Made in China các bác nhé. Cái áo này thì cái chất vải của nó, chất vải của nó rất là mát, rất là mềm và rất là mịn các bác nhé. Đấy. Nó tương đương, nó như cái áo Sepo em vừa quay lúc đầu các bác. Cái này thì cái nách của nó là 41. Đó. Và cái chiều dài lưng, chiều dài lưng là 61 các bác nhé. Cái này thì các bác cao khoảng 1m6, nặng khoảng 55 cân các bác nhé. 50-55 cân gì đấy. Cái này nó có size Asia là size L. Đấy. EU vậy. USA là size M. Made in China. Thằng này vải rất mát các bác nhé. Thằng này bây giờ nó mà đóng cái mác của Santini hoặc là bỏ cạp vào ấy, thì cái chiếc áo này nó phải trên 1 triệu các bác ơi. Bác này bác ấy mua về nhưng bác rất là ít dùng. Vừa rồi thì bác ấy mua của em, nói chung là cũng khá nhiều các bác. Chuyển sang chơi toàn hàng hiệu nên là có nhờ em bán lại cho các bác cái dòng áo này. Cái này có túi các bác này. Cái này thì 500 các bác nhé. 500 các bác ơi. Cái này lúc mua mới cũng đắt lắm đấy các bác nhé. Vì nó là cái chất vải cao cấp, mặc nó rất là thoáng, rất là mát. Đây các bác. Sờ nó mềm, nó mịn như da em bé các bác. 500. Rồi bên đây thì có hai cái chiếc áo dài tay các bác này. Áo dài tay này thì vải nó cũng như là cái áo này vậy. Cái này thì nó là mặc trong mùa thu các bác này. Nó cũng có size Asia là size L và size USA và EU là size M. Cái này rất thích hợp cho các bác ở trong miền Nam này các bác này. Cái này cái nách của nó cũng 41 và dài của nó cũng 61. Đấy. Cho bác nào khoảng 55 60 cân thì mặc nó sẽ ôm, nó bó các bác nhé. Các bác muốn mặc rộng rãi thì khoảng 55 cân, 60 cân thì mặc nó sẽ bó rất là đẹp. Thằng này là áo dài tay, cái chiều dài của tay thì là 44 các bác nhé. Có hai cái giống nhau, có hai cái đây các bác. Đấy, cái sau thì cái màu nó hơi khác tí nhưng mà chất vải và size thì giống nhau các bác nhé, và cũng là thương hiệu Monton luôn. Đấy, cái này thì 600 một cái các bác ơi, nó đẹp như mới các bác nhé. Đấy, bác mua về nhưng mà hầu như không sử dụng các bác nhé. Đằng sau thì nó cũng sẽ có túi này. Đấy, có túi các bác. Đấy, đây cái này thì nó màu khác và size số thì nó như nhau các bác nhé, tại nó cùng một hãng và nó cùng một size và nó cùng một người sử dụng luôn. 600 một cái. Đây các bạn này.
600 một cái. Rồi cuối cùng là một chiếc áo này thì nó là của Nhật, thương hiệu ASICS của Nhật. Cái áo này thì bác cũng mua của em nhưng về mặt nó hơi rộng nên là lại nhờ em bán hộ các bác nhé. Chiếc này thì cái vải của nó cũng rất là mềm, rất là mát các bác nhé. Nó là áo sử dụng trong mùa thu, tiết trời gọi là hơi hơi se se lạnh các bác. Các bác mặc một cái áo lót ở trong, sau đó các bác mặc cái áo này ở ngoài, các bác đi buổi sáng ok. Chiếc này thì cái chiều dài của nách của nó là đi 49, chiều dài tay các bác, em nói nhầm đấy, cái nách của nó là 46 các bác ơi, và cái lưng nó là 66. Thì cái này các bác cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60 hơn 60 cân các bác nhé. ASICS thương hiệu của Nhật các bác nhé. Cái này nó sản xuất cả giày ASICS quá nổi tiếng luôn các bác ơi. Cái này cái khóa của nó làm rất là kín, thay nó kéo đến nửa ngực các bác nhé. Đây. Áo này em mua bên Nhật về, ASICS đây các bác nhé. Đây. Cái này hôm trước em bán cho bác là 600 này, chiều cao là 1m62 đến 1m68, đây, vòng ngực từ 85 đến 91 các bác nhé. Đấy, thì các bác nặng khoảng 60 hơn 60 cân các bác nhé, là ok cái này. Đó, cái này thì đằng sau nó không có túi, không có túi. Cái này thì các bác mặc cái áo lót ở trong, các bác mặc cái áo này ra ngoài, ok. Đó, còn rất là mới các bác nhé, và vải của nó rất là nhẹ, rất là mát. Cái này các bác mua về các bác buổi sáng các bác mặc chạy bộ cũng được này, chạy bộ này mát lắm, vải rất là mát và mịn mềm. Cái này thì bác cái thanh lý lại là 6, một chiếc mua em 600 này, cái này thì thanh lý lại 500 các bác ơi, 500 chiếc này các bác nhé. Rồi các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em, số điện thoại là 0936525998, số này em có kết nối cả Zalo. Rồi em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.